Trong mỗi chương trình tạp chí bóng chuyền, chúng tôi luôn có một câu hỏi gửi đến quý vị và các bạn. Câu hỏi tuần này sẽ như sau. Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, cựu vận động viên Phạm Thị Kim Huệ đã cùng với đội tuyển Việt Nam giành được bao nhiêu tấm huy chương bạc SEA Games? Sẽ có 4 đáp án như sau. A. 5 tấm huy chương bạc. B. 6 tấm huy chương bạc. C. 7 tấm huy chương bạc. Và D. là 8 tấm huy chương bạc. Quý vị và các bạn thân mến, chia tay thảm đấu sau mùa 2017, sau 24 năm tập luyện thi đấu đỉnh cao, Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ đã để lại kỷ lục độc nhất vô nhị của không chỉ môn bóng chuyền mà cả làng thể thao Việt Nam với 18 mùa giải liên tiếp dự tranh giải vô địch quốc gia. Nghĩa bóng chuyền đến với Kim Huệ một cách tình cờ, với ngã rẽ định mệnh từ năm 1995, rồi chuyển sang thử sức ở đội bóng chuyền Bộ Tư lệnh Thông tin. Yếu tố quyết định ban đầu để cô gái đất An Dương Hà Nội được chấm chính là nhờ chiều cao hiếm có 1m68 khi ấy. Tuy nhiên, thực tế đó chỉ là một trong hàng loạt chỉ số lý tưởng khác. Chỉ sau đúng 4 năm, mới 16 tuổi, phụ công này đã tạo nên một cuộc đột phá ngoạn mục để giành luôn một suất chính thức tại câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia. Cũng kể từ đó cho đến khi giải nghệ, phụ công cao 1m68 này đã luôn là ngôi sao hàng đầu tại giải vô địch quốc gia trong màu áo của Bộ Tư lệnh Thông tin và sau này là Ngân hàng Công thương Việt Nam. Thời đỉnh cao từ năm 2002 đến 2007, không ai ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi hay hơn Kim Huệ ở vị trí phụ công, cũng như có sức ảnh hưởng đến một tập thể như chị. Cú đánh một chân ở vị trí số 2 sở trường của Huệ đủ khuất phục mọi dàn chắn. Mọi người càng kinh ngạc hơn khi người đẹp đất Hà Thành vẫn có thể rực sáng khi bước qua tuổi băm. Đỉnh cao là việc Huệ dẫn dắt Ngân hàng Công thương, lật đổ sự thống trị của Thông tin Liên Việt Sportsbank, cũng chính là đội bóng cũ của cô ở mùa giải 2016. Tính ra, khi giải nghệ vào 2017, Kim Huệ đã có tổng cộng 18 mùa liên tiếp tham dự giải vô địch quốc gia, một kỷ lục vô đối của bóng chuyền và cả thể thao Việt Nam. Kỷ lục siêu phàm ấy của vị huấn luyện viên đội Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ là một thách thức quá lớn với các thế hệ sau, cả về số lần lẫn sự liên tục. Càng đáng nói hơn, vị phụ công có biệt danh nữ hoàng không ai của bóng chuyền Việt cũng sở hữu kỳ tích 8 lần tham dự SEA Games, mà đáng ra là 9 nếu không vắng mặt ở kỳ đại hội năm 2007. Chỉ có Huệ mới 16 tuổi đã chiếm vị trí chính thức, rồi 19 tuổi đã đeo băng đội trưởng, đóng vai trò trụ cột số 1 ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Cùng với nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân, nữ cầu thủ xinh đẹp này còn có tới 3 lần được bầu chọn làm Miss tại các giải đấu quốc tế. Trong phần đầu chương trình, chúng tôi có gửi đến các bạn câu hỏi liên quan đến cựu vận động viên Phạm Thị Kim Huệ. Theo đó, Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam một thời đã cùng với đội tuyển Việt Nam giành được 6 tấm huy chương bạc sau 6 lần tham dự SEA Games. Như vậy, đáp án đúng sẽ là đáp án B. Phạm Thị Kim Huệ đã cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam giành được tấm huy chương bạc tại các kỳ SEA Games diễn ra vào năm 2001 tại Kuala Lumpur, năm 2003 tại Việt Nam, năm 2005 tại Manila, năm 2007 diễn ra ở Thái Lan, năm 2009 diễn ra ở Viêng Chăn và năm 2011 là lần cuối cùng cô tham dự và giành tấm huy chương bạc cùng với đội tuyển Việt Nam tại Jakarta. Như vậy là chúng ta vừa đi qua hơn 10 phút của chương trình Tạp chí Bóng Chuyền. Thời lượng của chương trình đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.